Đến thời điểm này, hầu hết các vườn vải thiều tại tỉnh Bắc Giang đang bước vào giai đoạn cuối, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thu hoạch vải thiều năm 2022. Ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang khẳng định vải thiều năm nay đạt chất lượng cao và có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính. Ngay sau khi kết thúc mùa vụ, thì người trồng vải của tỉnh Bắc Giang đã cùng với ngành nông nghiệp là chăm chút cho từng cái trà vải. Thế rồi thì ứng dụng tốt hơn các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Do đó ấy, là mở rộng thêm nhiều hecta hơn các cái diện tích được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap, cũng như là nhiều hơn các cái vườn trồng hữu cơ. Do đó là chất lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang năm nay có thể đánh giá là cao nhất từ trước đến nay. Có được nguồn vải chất lượng đã khó, tiêu thụ hiệu quả nguồn vải này còn khó hơn khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không chỉ làm giảm nhu cầu mua sắm hàng hóa mà còn khiến công tác vận chuyển, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Song ngay từ đầu vụ vải, công tác xúc tiến tiêu thụ đã được đặc biệt chú trọng. Đây là chương trình xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại thị trường Mỹ được ngành công thương tỉnh Bắc Giang tổ chức mới đây theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo các đối tác trong và ngoài nước. Từ nhiều tháng nay, những chương trình xúc tiến tiêu thụ như thế này đã được tổ chức nhằm kết nối với nhiều thị trường ưa chuộng quả vải thiều của Bắc Giang. Với thị trường Mỹ thì Amay cũng đã có những cái đối tác bạn hàng giờ quen thuộc để mà xuất khẩu các cái mặt hàng nông sản khác. Và hôm nay thì được kết nối thêm những cái đối tác mới nữa thì chúng tôi cũng sẽ duy trì cái mối quan hệ giao thương để mà cố gắng mà thúc đẩy mà đưa được cái sản phẩm vải thiều nói riêng và các cái nông sản của Bắc Giang cũng như của Việt Nam nói chung để xuất khẩu được nhiều sang thị trường Mỹ. Thì Việt Nam Airlines từ tháng 11 năm 2021 thì Việt Nam Airlines đã mở đường bay trực tiếp từ Việt Nam đi Mỹ, đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi San Francisco với tần suất 4 chuyến một tuần. Thì đây là cái điều kiện rất thuận lợi để chúng ta có thể vận chuyển cái vải thiều để mà tiêu thụ tại thị trường Mỹ, một trong những cái thị trường mà tiềm năng nhất thế giới. Bắc Giang ấy cũng đã sớm trong cái việc là kết nối phân phối tiêu thụ vải thiều. Bắc Giang cũng là lần đầu tiên là tổ chức cái hội nghị kết nối tiêu thụ vải thiều đối với thị trường Hoa Kỳ. Và năm nay thì Bắc Giang cũng sớm hơn 2 tháng cho cái quá trình kết nối đó để chúng ta tạo một cái sự liên kết giữa các cái doanh nghiệp cũng như là sự đồng hành của các cơ quan ngoại giao, của các đại sứ quán, của các tham tán công sứ, của các tham tán thương mại và đặc biệt là của hiệp hội doanh nghiệp các nước trong đó có Hoa Kỳ. Theo chia sẻ từ các đối tác thị trường Mỹ, để vào được thị trường Hoa Kỳ, quả vải cần có mã định danh FDA, tuân thủ các quy định về nhãn mác, bao bì, phụ gia, các chỉ tiêu kiểm định mẫu, tuân thủ yêu cầu kiểm định chứng nhận bên thứ ba. Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu cần nghiên cứu đầy đủ, nhất là đánh giá đúng tiềm năng của quả vải trên thị trường mới. Ngoài ra, để bảo quản trái cây, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình khu vực sơ chế tập trung và cần phải được bảo quản lạnh ngay từ đầu để giữ được giá trị chất lượng của sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển.